Kính chào các bạn đã trở lại với kênh Mập Tung Tăng để chúng ta cùng nhau đi ăn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tới một khu ăn vặt, cũng nhìn thấy cũng rất là hấp dẫn các bạn ơi. Khu ăn vặt này mình cũng đến Cali nhiều lần nhưng mà chưa có tới. Hôm nay dẫn các bạn đi đó là khu ăn vặt An Đông. Các bạn muốn ăn vặt này, bóng đậu, mắm tôm, gỏi cuốn, mì cuốn, gỏi đu đủ, rất là dễ thương luôn. Có những cái ghế nhỏ nhỏ ngồi rất là đã. Mình sẽ chỉ các bạn đây. Hãy nhớ Việt Nam một thời ta đã yêu. Các bạn thấy có những gian hàng, có những cái quán gỏi cuốn này không? Các bạn thấy nhìn những gỏi cuốn trong cái tủ vậy có nhớ Việt Nam không? Có cháo lòng ha, cháo lòng, giò cháo quẩy. Các bạn thấy vui chưa? Vui chưa? Khu này là một khu ẩm thực nữa nha. Một khu ẩm thực nữa. Khu ẩm thực của người Việt chúng ta nữa. Ở đây có cà phê sinh tố, phở, bún bò Huế, bò kho. Đặc biệt không các bạn? Hôm nay hình như là qua Tết rồi thì nó cũng chậm lại. Mọi chuyện cũng trở lại bình thường. Nhưng mà các tôi thấy đây là một cái chỗ mà ăn uống rất là lý tưởng. Các bạn có thể tới đây ăn bánh hỏi thịt heo quay. Có một cái món cá nướng da giòn cũng rất là hấp dẫn luôn. Mình nhìn thấy cũng hấp dẫn lắm. Nói chung là cái món cá nướng da giòn nữa nè. Đó, nhìn thấy đã chưa? Còn đây là quán cơm gia đình Lục Phát Ký. Lục Phát Ký cơm gia đình. Chắc hôm nay người ta đóng cửa rồi. Nhưng mà tới đây các bạn có thể ăn bún chả Hà Nội. Các bạn có thể ăn bò lá lốt được nè. Vịt sáo măng. Chà, mấy món toàn là thấy là ngon không các bạn ơi. Các bạn biết khu này á, nó có cái tên là QT Golden ha. Giờ mình quay lên cho các bạn coi địa chỉ nha. Đây, nó nằm ở là 9772 Garden Grove. Mình để cho các bạn nha. Mình thì quay không có thật thà, thật tình lắm. Không có edit video hay là gì hết trơn á. Tôi đi tới đâu tôi ăn thấy ngon là tôi quay tới đó thôi. Mà nói chung là quá là ngon, món ngon không các bạn ơi. Bò lá lốt, bánh cống. Rất là hấp dẫn luôn. Hấp dẫn luôn hả cô ha? Món ngon không? Đây là một cái khu mà tôi nghĩ cũng rất là đáng để mà tới đây ăn. Rất là đáng để tới đây ăn. Bên đây thì có shopping nhỏ nhỏ, khu không lớn lắm. Khu cũng khá nhỏ nhưng mà rất là xinh xinh và dễ thương. Ở đây nếu mình không làm thì có bán barbecue nữa mà chắc là bữa nay đóng cửa rồi. Có những em nhỏ thì thích ăn cái món gọi là Korean corn dog ha. Rất là hấp dẫn luôn. Đồng bọn tôi bây giờ là đang mua đồ nịch chia bụng ăn quá rồi. Rất là mong các bạn, tôi đi tới đâu tôi thấy đồ ăn ngon vui vẻ thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn nha. Các bạn nhớ ủng hộ kênh YouTube của mình để mình có động lực chứ, thấy không? Bạn mình không ăn quá chừng rồi bây giờ mua dây nịch nịch luôn, thấy không? Ngon không? Anh cảm thấy khu này thế nào? Tuyệt vời. Rồi, không? Mình cái quán ăn nhìn giống y như là Việt Nam, thấy không? Rất là xinh xinh dễ thương. Nhớ subscribe nhớ nha. Ok, rồi tới đây mình kính chào các bạn nha. Ok, hẹn gặp lại những lần ăn ngon. Ok.